Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ về cái cây rau cải. Thì như địa phương em, như cây cải này em gọi là cải ngọt. Hôm nay là từ ngày gieo, tôi gọi là từ ngày xuống hạt cho đến hôm nay đang được thu hoạch là 28 ngày. Mà thời tiết nay đang là vụ đông xuân, nhiệt độ là khoảng 24 đến 26 độ mà phát triển rất là tốt. Nói về rau cải ngọt là về mặt cơ bản là sẽ có hai loại giống sẽ được ưa chuộng. Đầu tiên là cái giống gọi là cải ngọt ta ngày xưa. Thì như quê hương em ấy, giống là loại hai mũi tên đỏ như thế này. Loại này ấy thì là cây nó sẽ, nếu để ăn, em xin nói nhá, nếu mà để ăn thì là nên gieo loại này. Còn nói về kinh tế thì dùng loại chịu nhiệt như này thì nắng to, mưa to đấy vẫn nên rất là khỏe, không ảnh hưởng gì đến cây. Thì như cái cây này đây. Đấy, như cây này, em nói như cây này nhá. Như cây này thì đây là dòng chịu nhiệt. Cây nó to, nó khỏe, các bác nhìn này. Đấy. Cái cây rất là to và khỏe và có cân và năng suất. Nếu các bác mà trồng như cái giống này đấy, mà để kinh tế thì quá là năng suất luôn. Còn để ăn thì các bác nên sử dụng loại hạt giống này. Thì hai loại hạt giống này giá thành như sau. Như cái gói này ấy, mà mua nẻ là 15.000. Còn cái gói này mua nẻ là 65.000. Trung bình ấy là một sào Bắc Bộ 360m² sẽ ươm như em mua là khoảng 3 gói đến 4 gói. Nhưng mà sau này rất là mau, phải đi tỉa rất nhiều. Như em thì mà như kiểu như em mà rắc khéo tay ấy, thì chỉ có khoảng tầm 3 gói thôi. Như các bác mà không rắc quen 4 5 gói mới đủ được. Thì cách rắc như thế nào thì để em hướng dẫn các bác cách ươm hạt và rắc làm sao cho hạt cợt hạt nó thưa, nó đều, sau này không phải tỉa mấy. Đấy. Thì đều hai gói này đều là trọng lượng như nhau, nhưng mà một gói hàng chịu nhiệt là 65.000 thì trồng vào vụ nào cũng được. Còn loại cải ta này ăn nó mềm hơn. Thì sau đây em sẽ quay cây cải ta như thế nào đây, các bác nhìn nhá, hình thức cây này. Đấy. Nhìn thức hình thức cây cải chịu nhiệt, các bác nhìn qua đây là sẽ là nhìn rất là rõ. Đấy. Cây bẹ to. Đấy, bên trong rồi. À, còn đây là giống cây cải ta. Là cái dầu gói nó em nói là 15.000 đấy. Là cái gói này này. Đấy. Là cái gói này thì bao giờ cái dòng cải này ăn nó sẽ mềm hơn và ngọt hơn là cái giống chịu nhiệt này. Giống này thì trồng quanh năm. Các bác mà đi chợ mua bán ở ngoài chợ, các bác mà nông thôn hoặc cả thành phố, nhiều bác cũng không biết được là cải nào. Chỉ có những bác làm ra thì nhìn cây cải là biết ngay. Sau đây em sẽ cắt gói và ươm hạt cho bác xem. Về nước ngâm thì các bác cứ lấy cả sử dụng nước lạnh cũng được, không cần phải cho một chất kích thích hay là cái thuốc kích mầm nào vào hết. Thì như em là cứ ngâm bằng nước lạnh để khoảng tầm chừng từ 3 đến 4 tiếng được. Các bác mà khéo tay là cứ một gói như thế này. Một gói cải ngọt này là giá mua nẻ là 15.000, là như em là ươm mà mình mà gieo ấy là cho được khoảng tầm 150m là không phải tỉa. Còn các bác mà rắc mà mau là sau này phải tỉa. Đấy, mình ngâm như này khoảng 3 tiếng nhá. 4 tiếng được, 5 tiếng được, nhưng mà ngâm khoảng, em trung bình là ngâm khoảng 3 tiếng. Sau khi ngâm được từ 3 đến 4 tiếng, các bác còn nước các bác chắt đi. Các bác chắt đi này, nếu mà các bác mà ủ vào cái tấm vải cũng được. Nhưng mà như em thường thường khi em ủ ấy là em hay sử dụng cát đen như này. Đấy. Em hay sử dụng cát đen này cho nó ủ qua đêm. Thế mà gọi là cho nó vừa vừa thôi. Ngày hôm sau mình để biết tại sao mà em ủ cát đen thì tí nữa các bác biết. Cũng không cần ẩm quá. Cũng hơi giàu giáo thôi. Thêm chút rồi.
các bác ước lượng là cái hạt này ấy, là chỉ cần cho rào ráo thôi, không nên ẩm quá, mà nó không, nếu mà cảm thấy mà nó hơi rào ráo tay, các bác có thể là lấy hơi cái túi ni lông ấy, đấy nghe cũng được rồi. Như này là em thường là sẽ để qua đêm, xong là đến sáng hôm sau hoặc đến chiều hôm sau là sẽ rắc, tầm sáng ngày mai là sẽ nảy mầm rất là nhiều. Ở đây là hạt rau cải sau khi mình đã ươm được một đêm. Hôm nay em đi làm về muộn quá, không kịp ra ngoài đồng để gieo rau. Thành ra là các bác lưu ý là chỉ để qua một đêm, từ sáng ngày hôm sau hoặc đến chiều ngày hôm sau thôi nhá. Bây giờ là em về nó tối mất rồi. Thành ra không biết là ngày mai chỗ này nó có bén dễ dài hay không. Đấy, rất là khó. Vì công việc hôm nay của em là rất là nhiều việc vặt. Các bác lưu ý là không nên để dài quá nhé. Chỉ cần tầm như thế này thôi. Qua một đêm là có thể là ươm được. Sau khi làm đất xong, mình có thể là bón nốt phân như NPK. NPK thì như ở khu vực em hay sử dụng đấy là phân đầu trâu xanh. Còn ở đối với các khu vực khác, các bác có thể là dùng phân NPK loại khác cũng được. Hạt ươm đẩy mầm có tơi. Lại không nhớ rắc đến đâu rồi. Hạt này rắc mà không hết tí, thừa hạt lại rắc lại lần hai thì nó sẽ đều hơn. Chứ nhiều khi là rắc bốc nắm to là cứ tung một phát là sẽ bị dày và nhanh hết hạt. Hôm nay xuống hạt cũng tối, mọi người bán rau luôn mà. Đây là những cây rau sau khi được gieo ươm được khoảng 3 ngày. Nếu mà thời tiết mà ấm ấy thì chỉ có từ 2 đến 3 ngày là nên như này. Còn thời tiết mà lạnh là sẽ từ 3 cho đến 5 ngày là sẽ như này. Có nghĩa là nhiệt độ mà lạnh nó sẽ chậm hơn so với bình thường là từ 2 cho đến 3 ngày mới phát triển. Đấy. Khi cây rau được 8 đến 12 ngày tuổi thì ta tiến hành tỉa các cây yếu, kém và mau. Có nghĩa là đây này, các bác nhìn các cái cây mà nó còi bên trong này thì mình tỉa đi. Đấy. Mình để cho cây nó thưa thưa ra, cây rất là nhanh lớn và phát triển. Sau khi tỉa xong thì mình tiến hành bón phân lần 2. Lần này mình có thể là sử dụng đạm trắng được, mà NPK tiếp tục được, nhưng lần này mình sẽ bón giảm đi. Tầm từ 12 đến 15 ngày tuổi mình bón khoảng tầm 3-4 kg trên một sáo bắc bộ. Và đến tầm 20 đến 22 ngày tuổi tùy vào cây rau. Có nghĩa là nếu mà tốt quá thì mình bón ít đi, mà kém thì mình bón nhiều lượng, nó tăng lên một chút. Đây là những cây rau là được 22 ngày tuổi. Thì đối với những cây rau tầm 22 ngày tuổi này, cây cao khoảng tầm chừng 20 cm, thì tầm này nực cây nên là rất là mạnh luôn. Vì thường thường ấy, rau có tuổi đời ngắn là từ tầm 25 cho đến 30 ngày là thu hoạch. Đấy, chậm nhất là 35 ngày. Thì nếu mà cảm thấy đất mà kém, cây mà anh vàng mà thiếu chất thì có thể là bón thêm NPK. Còn cây mà vẫn xanh tốt như thế này có thể là tạm dừng và cho thu hoạch khoảng chừng 4 đến 5 ngày nữa có thể thu hoạch.